Đó, cái như này là cài bắt đầu là bật auto reset lên thôi. Thì khi nào mà nó đủ level mình lên lớp 7 mình cài nha. Đây cái này có auto reset thì anh em bật lên. Kẹp chuột trước đi. Khi nào level 80 là mới bắt đầu treo mà cái auto được. Đó, level 80 rồi. Họ treo thuốc rồi. Quay dòng đi nha. Bốp này, duy trì bốp này. Đó vật. Lục gen nha anh em ơi, bên này mà không lục gen là hơi bị thiệt thòi đấy. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video với con game emuvua.net nha anh em đây. Hiện tại nó đã open chính thức rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là hướng dẫn anh em cách kiếm gen và cách kiếm recoil khi mới vừa tạo nhân vật khi mới vừa vào game nha. Thì hiện tại á, con game này á, là game là gen là mình phải tự cày nha anh em ơi. Thế là vào nó sẽ không có cho mình đánh lệnh gen giống như mấy cái bản mà mình hay test lâu nay hay chơi lâu nay. Và recoil là anh em hãy ra fanpage, đây trước tiên là recoil phải không? Thì anh em phải ra cái trang trang chủ của nó này, trang chủ mua vua.net này. Thì đây là cái fanpage của nó. Ở đây cái tin nhắn hỗ trợ này. Fanpage anh em nhắn đây anh em nhắn tên tài khoản của mình nha. Đó, anh em nhắn tên tài khoản vào. Chat cho nó, chat vào fanpage cho nó, thì chờ admin nó check và admin nó khi nào nó check mình á thì nó sẽ phát code cho mình á, code là được 50 quay nha, nhưng mà 50k quay nha. Thì 50k quay là anh em có thể mua bùa rồi mua gấu mua VIP thoải mái nha. Thì khi mới mà tạo nhân vật vào mà thì đấy là cái cách mà kiếm ghi quay khi mới vào game nha. Giờ là cái cách mà đi anh em kiếm gem, thì có nghĩa là anh em sẽ tạo một con nhân vật mới, là được 1 triệu gem nha anh em ơi. Và anh em quăng một cái nhẫn mà level xong 40 đây này, đó là được 100.000 gem nữa, đó là được 1 triệu mốt phải không? Bây giờ anh em thoát nhân vật ra, tạo thêm một con khác nữa. Rồi. Rồi. 1 triệu gen không? 1 triệu mốt. Đúng. Vào hòm đồ gửi nha. Đó. 0 0 0 0 0. Đó. Và cứ làm như vậy. Tạo tiếp con khác nữa, con này xóa đi. Đấy, cứ làm mình để mình tạo chút xíu nha. Kiếm thêm lấy mớ gen nữa, đó quăng thêm cái nhẫn nữa, rồi 1 triệu mốt, rồi vào gửi tiếp, rồi thoát ra thêm quân khác. Bán này thì game anh em phải cày cũ đen đồ này kia nó kiếm. Giới hạn của nó là chỉ tối đa là win 3 thôi, nhưng mà bây giờ hiện tại á cái win 1 là nó đã giá trị rồi. Để chút xíu mình đi một vòng cho anh em xem. Đây, 1 0 0 0 0. Rồi, là được 4 triệu nha. 4 triệu mà cái win 1 á là nó bán 55 triệu cho anh em ơi. Rồi tiếp tục, rồi vậy đi, đó 5 triệu rồi. Bây giờ mình ra là mình con này có tiền rồi chưa?
Rồi, 6 triệu mấy rồi. Thì bây giờ mình ra mình sẽ tạo một con sâu nha. Thì hiện tại á và mới vào thì anh em chỉ có tạo được 3 class đó là sâu và DK và EF thôi. Bây giờ anh em mà muốn tạo chúa tể, đấu sĩ, thuật sĩ thì anh em phải cày một con level lên level 300 nha. Còn muốn tạo một con thiết binh con RF này này thì phải có một nhân vật là level 350 là mới tạo được nha. Đó. Hiện tại bản này là bản season 6.9 cho nên là nó có 7 class nha. Bây giờ mình sẽ vào mình chơi một con sâu đi. Đó. Ngon lành chưa? Tóc bạc vì em nha anh em ơi. Đây mình sẽ đi qua một vòng các cái shop cho anh em xem. Thì hiện tại shop bây giờ ép nó chỉ bán đồ các shop luôn nha, nó đã bán đồ đồ thường cộng 6 thôi. Và win nhỏ là nó cho miễn phí. Quỳnh nhỏ xíu á, có rút tiền cái đã, tiền có đói bụng còn ăn chứ. Rồi 6,5 triệu phải không? À, cái Quỳnh nhỏ là phải 55 triệu, cay thật. Rồi có 7 triệu mấy rồi. Đây là đây coi này. Đây là shop DL nha, cũng vậy. Đây chỗ nó bán zin fan. Bán vé này. Vé này chỉ có vé cộng 5 là cao thôi. Đây là shop có MG này đó. Anh em thấy cái shop có MG không? Thì cái cánh cánh cấp 1 đó 55 triệu 400 ngàn gen nha anh em ơi. Đó, 55 triệu 400 ngàn gen. Thì cái này là tạo nhân vật là hơi mệt nha anh em ơi. Đó. Và đi vào đây. Thì cái shop trong này thì nó bán cái cánh nhỏ này anh em có thể mua được miễn phí. Rồi để qua cái shop của nó nha. Đây cái shop của nó này. Rồi đây cánh thiên đàng, cánh cấp 1 của nó đó là cũng 55 triệu 400 ngàn gen. Thì bây giờ mình sẽ mua set đồ cho nó cái đó. Mua hết skill luôn. Đánh skill này, còn mấy cái skill thế này là từ đi mua sau cũng được. Rồi mình sẽ cộng điểm. Thì trước tiên khi cộng điểm thì anh em làm nhiệm vụ đánh lệnh thôi. Lệnh là làm nhiệm vụ. Đó, là làm nhiệm vụ cấp 2. Làm nhiệm vụ master anh em chỉ cần đánh thêm một lần như vậy nữa thôi. Đó là đã xong nhiệm vụ master nha. Bây giờ mình sẽ cộng điểm để cho nó mặc. Sức mạnh cần 100 120 đi. Rồi. Quan trọng là mặc đồ với học skill trước đi, cộng điểm lên thời ban đầu á, lúc ban đầu á. Ồ đeo cái khin này sức mạnh thêm 60 nữa hả? Năng lượng cao nhất là phải 700. Cái này cộng giờ cộng vào AGI với năng lượng thôi. Rồi mua vào mấy skill kia nữa. Đó, đã đo đủ rồi nha. Đủ skill.
Bây giờ là anh em sẽ đi chen. Còn nếu mà anh em muốn mua cái win cấp 1 này luôn á, thì anh em sẽ tạo nhân vật giống như lúc nãy mình nhá. Sẽ tạo 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 về đó, tạo mà khi nào đủ 55 triệu 400 ngàn gen á, thì sẽ mua cái win này. Rồi từ từ mình mới mua, bây giờ sẽ đi chen nha anh em ơi. Thì muốn muốn đi chen nhanh lên liver và nhanh gì xét á, anh em phải mua đầy đủ đồ chơi, nghĩa là phải đầy đủ đồ chơi nha. Thì trước tiên là phải nhấn x shop này, thì đó cái năm cái core mà 50k mà anh em nhắn tin vào fanpage á, thì là anh em vào mua bùa này. Trước tiên thì chỉ mua bùa một ngày thôi là hết 7k này, mua thêm một con gấu một ngày nữa này, 5k nữa đó. Ngày đầu tiên là anh em là hơi bị đầu tiên là 50k này đủ xài nhá. Rồi nhấn F10 lên nữa nha, F10 mua VIP, phải mua cái VIP kim cương này này, là nó với tích kinh nghiệm nó với cộng 300% nữa trong vòng một ngày đó. Rồi ok, đầy đủ đồ chơi phải không, đeo gấu lên. Rồi bây giờ đi quẩy nha, bây giờ là level 60 thì anh em sẽ lên D2 đó. D2 mà lên trên này thì nên 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 nên, nên PT nha, cái này lúc này là nó đang hơi hơi bị yếu. Bán gà bán cày cuốc mà tôi băng tuyết thử xem nha, PT với bạn này xem. À do bạn PT mình rồi, PT là úp cho bạn mana siêu cho bạn. Đó cái như này là cài bắt đầu là bật auto reset lên thôi, thì khi nào mà nó đủ liver mình lên lớp 7 mình cày nha. Đây cái này có auto reset thì anh em bật lên. Kẹp chuột xíu đi, khi nào level 80 là mới bắt đầu treo mà cái auto được. Đó, level 80 rồi. Họ treo thuốc này. Quay dòng đi nha, bóp này, duy trì bóp này, đỡ vật lục gen nha anh em ơi, bên này mà không lục gen là hơi bị thiệt thòi đấy. Rồi mở auto lên là nó sẽ deliver ghê thế hả, thấy đầy đủ đồ chơi. Phải mua VIP nha anh em ơi, phải mua VIP và mua đấy nó mới lên liver chứ không không có là không không có lên nhanh vậy đâu. Mua VIP và mua gấu mua bùa không kìa, ông còn bảo lên liver nhanh thế kìa. Đó lại lên 97 rồi. Thì khi nào mà đủ lên lốt 7 là mình sẽ lên trên lốt 7 nha anh em ơi. Lên lốt 7 là sẽ treo ở trên đó luôn để reset khoảng 1-2 lần mình mới lên Azina. Tại vì cái reset lần đầu tiên là nó không có cái lên liver, cái lần đầu tiên là nó cũng có point, phải reset xong là nó mới lên. Sau là nó cũng có point anh em cộng vào thêm nữa nó mới khỏe được xíu nữa. Ông này có bao liver bao nhiêu rồi, gen mẹ cái gen rồi mới lên 100 rồi trời. Đó, mình lên sau ông nha. Ông lên 271 treo chút xíu là đuổi kịp ông, mà tại vì mình đồ chơi đầy đủ này. Ông này thứ nhất là mấy VIP VIP bạc hay là sao này, mua VIP bạc này, VIP bạc có gấu không, có gấu, nghĩa là mua VIP bạc là không bằng cái VIP kim cương rồi. Quay mình xoay chút xíu là sẽ lên kịp à. Đủ lên level, lên lớp 7 chưa, rồi đủ lên lớp 7 thì mình lên lớp 7 mình kiếm cái PT mình treo có định trên đấy luôn. Đó, thấy là có người đang trên này rồi đó.
Đó, con Yamaha luôn. Đó, lên trên này là nó sẽ còn nhanh hơn nữa. Đó, anh em thấy không? FPT mấy hai ông này. Yamaha này. Ông trùm nè. TT đi anh em ơi. TT mình này cho nó lẹ. Đó, quay là coi như là mấy ông này là bị khó hết nha anh em ơi, tại vì mấy ông này lên đây mới đấm mà mới đấm có một cái chiêu cơ bản đầu tiên à. Mình xoay về mình đánh tất cả luôn. Tại vì bản này cày cúp, cái đây nó cày là nó vẫn là vẫn lâu hơn những cái bản trước giờ mình chơi. Thì reset tối đa một ngày á, là chỉ được 5 năm lần reset thôi. Còn đâu anh em đi kiếm đồ và đi kiếm đi coi 5 lần reset và giới hạn với top. Bây giờ em có nào top là đó là ông bộ đồ sâu đó 5 lần. Bây giờ là 5 lần hết rồi. Thì nó mở được mười mấy tiếng rồi. Đó, mình treo trên này là thấy ok chưa? Mình là dưới bếp kim cương là thấy nó khác biệt phải không? Có quy quay mà biết cương là thấy ngon rồi. Đó, lên 138 rồi. Rồi cứ vậy là quay là cày reset thôi. Đó, còn anh em nào mà muốn mua cái win kia thì cứ đổi gen từ nhân vật mới qua gửi vào thùng đồ. Còn bây giờ thì chưa có đấy thì đổi, chưa đổi thì lên đi treo đi reset, reset đủ 5 lần. Bây giờ anh em cài master đó, vậy là cái cơ bản mới đầu vào là anh em làm vậy là đã đủ đồ chơi rồi. Nhớ là nhắn tin vào fanpage để lấy 50k Vcoin để mua đồ, mua gấu, mua bùa và mua vip nha. Thôi video mình lại xin kết thúc tại đây nha, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Cái bản này anh em thích chơi thì mình để cái link tải dưới phần mô tả video. Bye bye.